Hello, chào mọi người, con Lương Rèo. Bữa nay con có cái ý tưởng cho anh hai cậu. Mày nói làm sao? Bữa nay con cưng tiêu luôn, con cho anh hai ống luôn. Cái mẹ mày chứ. Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Đừng gặp thằng nào cũng hốt rồi chơi mấy hôm là chí cốt. Giờ là để con gọi ông ra. Rồi con chơi ông cho mọi người coi. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, khai báo y tế ngay khi vào tỉnh. Mấy quỷ kia sổ không? Tao lăn của xã ha, mấy bây giờ á. Alo, con mừng hả? Con mừng hả? Qua nhà con bé. Dạ thôi, con bữa nay con không qua nhà cô bé đâu, con buồn lắm. Mấy bữa nay, hai bữa nay con buồn lắm, con không qua nhà ổng đâu, con không định qua nhà ổng đâu. Sao vậy? Mày làm gì mày buồn mày? Thì cũng buồn, kệ con. Con mừng lên gần tới rồi nè, rồi mày đang ở đâu? Con vô nhà mày luôn nha. Thôi, con mừng đứng vô nhà con không có nhà đâu. Con lên gần tới rồi nè. Con không có nhà đâu, đứng lên nhà con. Vậy mày đang ở đâu? Con đang ở ngoài Đình Long Phượng, mấy bữa nay con buồn ra ngoài đây hoài, ngày nào con không qua. Để tao vô nhà cậu bé, tao chở cậu bé ra, mày ở đó đi. Dạ. Nhưng mà mắc mớ gì ra Đình Long Phượng? Buồn ra. Cậu lên gần tới nè, để cậu vô nhà cậu bé, rủ cậu bé ra. Dạ. Ok, chào mọi người, giờ con kêu được hai ống ra rồi, giờ mọi người đợi con đặt cái ốc máy cái rồi con xử hai ống cho mọi người coi nha. A few moments later. Ok nha mọi người, giờ con đặt ốc máy xong rồi, mọi người chờ hai ống tới rồi con chơi hai ống cho mọi người coi. Có chuyện gì buồn thì cứ nói đại đi. Thì mấy bữa trước tới Tây đó, thì con hẹn bạn gái con chơi. Đúng là con trai của ta. Thì mà có bạn gái luôn hả? Thì thôi, mình cứ để cho nó nói đi, nó kể con sao, vụ gì mà buồn. Thì con mới biết rồi, con hỏi tớ đang buồn chứ. Chuyện gì mày cứ nói đại hoạch tẹt ra đi. Chuyện gì? Mà ổng đang ngầu buồn kêu kể rồi từ từ. Mày nói ra tao mới biết chứ, tao hướng dẫn cho mày. Từ từ nó kể, đang ngầu nó hoài à. Sao giờ nói sao nói, kể nghe sao buồn. Thì bữa tới Tây đó. Rồi tới Tây. Hẹn nó đi chơi, đi chơi với con. Rồi. Rồi. Không có tiền trả nước, rồi phải tự. Rồi sao? Đúng không? Không, đâu phải đâu, mệt. Sao nữa, mày nó, mày kể nó đi, mày để cho nó kể coi. Để cho nhỏ nó chạy uống nước cái gì. Rồi con mày với con bạn. Đâu phải đâu mệt, mấy con đang cầu của mấy nó hoài à. Rồi tới khúc mày với con bạn mày hẹn nhau ra rồi nói chuyện rồi sao? Từ từ, để chuyện thì con mừng biết rồi, chuyện gì tới nó cũng tới. Con mừng cứ nói hoài đang kể chứ. Chuyện gì mà tới nó tới, con nhỏ mày thì cứ nói đại tao đi. Thì nó chơi con. Chơi mày chuyện gì? Không có tiền. Không có tiền thì con bé hoài luôn á, đang cầu chơi. Rồi sao nó chơi? Nó chơi con yêu sinh lý. Con bé hay tới con tiện nó chơi yếu sinh lý đó. Giờ sao cái nó biết? Thì mình khùng hơn mình còn hỏi nữa. Thì nó hẹn con nhỏ kia ra. Bữa đi chơi bữa tới Tây đó. Tưởng nó buồn vụ gì, nó bạn gái nó không tiền hay dắt đi ăn gì? Mày ba ô sao mấy chuyện đó, chuyện bình thường không có gì phải buồn á. Mà để tao kể mày nghe, để cậu kể con nghe nè. Cái năm lớp 8, hồi đó cậu học năm lớp 8, cậu cũng có quen con nhỏ kia rồi. Nó cũng chê anh y chang vậy, cũng chê anh yếu sinh lý. Nhưng mà qua lớp 9 nha, cậu bổ sung sinh lý vô mạnh là ủi nó chạy luôn, sợ luôn. Gì lớp 9 hả? Bằng nó luôn đó. Hồi đó lớp 8 là anh đã có bầu rồi. Nhưng mà lớp 8 anh cũng hơi bị yếu sinh lý.
Nhưng mà qua lớp 9 là anh lấy phong độ lại liền mày. Đúng, tao lấy nó sớm vậy. Hả? Bây giờ thời buổi. Lớp 8 lớp 9 luôn nó sớm hả? Thời buổi bây giờ mày yên tâm đi. Để kỳ này nếu mà con nói như vậy thôi, cậu sẽ lo tiền cho mày bổ sung sinh lý mày mặn lên là mày lụm hết. Con nào mày ra cũng lụm, không bao giờ con nào dám chơi mày luôn. Thiệt. Ô, tào lao chỉ, tào lao không nội. Có chuyện bình thường. Nó còn đang đi học đó. Chuyện đó cũng bình thường. Trời ơi, hồi đó anh cũng đi tan đi học luôn. Anh quay. Cái đó là cái ông ngứa sớm cãi ông. Còn cái này chém chỉ bậy nó rồi. Bây giờ nó lớp 9 rồi. Hồi đó anh mới có lớp 8 nhiều. Anh đã quen nhỏ kia, nó đã cũng chê anh. Mà lúc đó mà công nhận, lúc đó công nhận anh công nhận là sinh lý anh cũng hơi bị yếu. Nhưng mà qua lớp 9 là mạnh mẽ trở lại liền mày. Ô mơ cái đó cái ông ngứa ông mấy luôn. Còn liền chỉ đàng hoàng. Mày đi chơi. Mày gái không? Đi về nó một bài nha. Bảo bủa cây vô đầu mẹ. Không có học cái gái. Mày đừng nói. Để ý cậu bé không có hiểu gì cái thời đại bây giờ hết. Con tao lâu mày. Cậu lo cho con bổ sung sinh lý mạnh luôn. Ôi da da. Đi da nó đúng à. Đi da xuống bậy nó không à. Bởi vậy hổng chạy đó. Anh từng trải mà mày. Anh từng trải cái vụ này anh biết là. Hồi đó anh cũng mắc cỡ ghê lắm. Cái năm lớp 8 anh quen con. Cậu cũng quen con nhỏ đó luôn ha. Bắt đầu cũng nói chuyện với nó kêu cậu đó. Mà lúc đó công nhận thôi ông quen thì chuyện kể ông đừng kể cho nó. Giờ nó bắt chước ông sao thì có gì đâu, cho nó học hỏi mình đi trước mà. Ông tào lao ông rồi. Cái lớp 8 cậu cũng hiểu sinh lý. Cậu hẹn hàng thò ra ông chị nha, chút hồi tôi về tôi nói má tôi nha. Giờ bả chữ ông dán chịu nha. Để anh nói cho nó nghe, để nó rút kinh nghiệm, nó buồn hai ba bữa nay. Ủa mày đặt bạn gái hả mày? Đi để con. Thì nó buồn mà mày phải chỉ mày. Mình lớn rồi, mình từng trải hiểu không? Mình từng trải qua rồi, mình phải chỉ cho nó. Nó biết để mà nó xử lý. Cái bè thà như nè, bây giờ nó mới nhiều tuổi đầu mới học lớp 9 nè. Nó cái chỉ của ông mà lớp 8, lớp 9 gì cãi ông kìa. Cái đó là ông hơn sớm, ông ngứa sớm. Trời ơi. Chỉ cho con cháu nó đi theo. Không tào lao nè. Thà ông chỉ là con dán con đi học hay này nọ đồ. Đi không. Bây giờ nè, tôi nói ông nha, ông đừng có chỉ nha. Cháu tôi không muốn nó hư như ông. Phải bổ sung cho nó mới mạnh trở lại được. Khỏi cái này nè. Cháu tôi không muốn cho nó hư như ông. Con phải cậu lo cho con hết tiền bạc con lo luôn. Mày bổ sung vô. Mày bổ sung sinh lý là mày mạnh trở lại rồi. Tao nói không có con nào mà chê mày được luôn. Trên cái quần mẹ nè, cái giò này nè, nó còn cổ. Nha. Nó ra nha, chưa gì á, lông nách mọc chưa hết nữa. Giờ chỉ nó ba cái quần mẹ làm gì á? Trời. Có tiền là được hết á con. Có tiền tao nói. Trời, hồi đó là cậu, cái thời cậu lớn lên còn nghèo, hiểu không? Lúc đó hả, muốn lắm, yếu mình biết. Lúc đó yếu sinh lý mà đâu có tiền đâu mà bổ sung. Không có tiền, hiểu không? Phải qua tới năm lớp 9 bắt đầu sinh lý mạnh. Ông ơi, tại nó bây giờ con nhỏ thì nó không biết. Tại không nó chưa có chỗ mã chê luôn. Tại nó chưa chỗ mã hết. Nó chưa chỗ giò chỗ mã đâu. Coi là lông nách nó mọc chưa hết. Què làm gì sinh lý lát gì đây. Cứ nghe lời cậu bé không có liên quan gì hết. Mày đừng để ý chuyện cậu bé. Cậu bé nói không có liên quan gì hết. Mày nghe cậu mười. Mày nghe không? Tôi nói ông nha. Cháu tôi là tôi muốn cho nó hư. Còn ông ở đâu? Ông quỷ. Ông hư sớm nè. Rồi. Ông ngứa sớm. Ê, ông. Cái này là anh muốn tốt cho nó nha. Còn bây giờ ông chạy như vậy nè. Mới như vậy nè. Ra đường á. Nói người ta nói sao mà người quỷ quái. Thôi. Không có nói chuyện với mày. Cái này là anh muốn tốt cho nó. Hiểu không? Tại vì mình lớn, mình từng trải, mình đi trước. Mình phải truyền lại cho con cháu nó hiểu. Là anh muốn tốt cho nó. Tốt cái quần què, ông chỉ như vậy mà tốt. Chứ sao mày? Trời ơi, mà. Kinh nghiệm á, cái này bao nhiêu năm tôi nói nha, bây giờ tôi nói một lần cuối. Thôi, đi về. Nó là cháu tôi muốn hư sớm như ông. Tiền bạc cậu lo, thấy không? Tiền bạc cậu lo. Miễn sao mày bổ sung sinh lý mày mạnh lên là tao bảo đảm không có con nào dám chê mày luôn. Tao giả nha. Bây giờ tao nói mà. Bà ngoại nè, cây vô đầu nè con. Tự nhiên con mười đang nói con bộ. Nói gì? Đạo đó, ba đó làm gì? Giờ ông chỉ ba cái đó làm gì? Con mười hỗ trợ con. Trời ơi, tự nhiên. Mày bởi vì tao nói mày dạy cháu không được đâu. Để anh dạy cháu, hiểu không? Hỗ trợ tiền rồi con đó. Cái chuyện nó yếu. Hỗ trợ tiền cho mày hư sớm hả? Nó yếu chỗ nào mình phải bổ sung chỗ đó, hiểu không? Để nó ra bạn bè nó chơi nó. Nhất là mấy con nhỏ nữ á. Nó chơi mình yếu sinh lý mình mắc cỡ ghê lắm. Thôi chơi vậy. Thấy đó.
bây giờ nè, bây giờ nè, nó nè, bây giờ nè, đúng giờ tuổi chưa cho quen con gái luôn. Mày không có một chút kinh nghiệm gì luôn bé, bị gì mày có bạn gái chưa? Mày chưa có mảnh tình dắt dai, mày chưa có nghiệm môn bạn gái. Đúng mà mày đi dậy mà nhỏ. Ông đừng lớn vậy, tao hài như là rồi rồi, tôi ơi, tôi chịu, tôi ơi. Còn cái này à, nó còn nhỏ, ông chỉ dây dao vào đường cho người ta chữ hả? Nít quỷ hả? Mày chưa có biết nhục đâu. Hồi đó cậu năm lớp 8, lớp 9, cậu cũng bị con nhỏ bạn gái chê yếu sinh lý. Cậu nhục luôn, nhưng mà từ từ lấy lại phong độ, hiểu không? Và không có con nào dám chê. Mày không có kinh nghiệm. Đúng rồi, ông lấy lại phong độ, ông giao đường kể cho người ta, cho người ta chữ ừ. Hồi đó mày nít quỷ hả, mới ba lớn à. Sinh lý sinh lét. Mày mà la, mày nóng quá thì mày mệt, dẹp không ấy. Tao dẹp mày luôn á Hưng, tao không có lo tiền các bạn. Thôi đúng rồi, khỏi cằn. Mệt quá à. Ông lo gì, ví dụ như ông cho nó đóng tiền khóc hay này nọ, người ta còn phanh tay cảm ơn ông. Thì khỏi nó... khỏi luôn bè, khỏi cằn. Tự nhiên con bé nó mệt là quá. Cháu, mà nó ra nó nói với anh, nó tâm sự với anh thiệt tình như vậy. Bị vì bạn nó chê, nó bị, ủa? Bị yếu, bị yếu sinh lý. Thì anh nói là tiền bạc anh lo hết, mày cứ... Đúng rồi, sinh lý. Đó, nè, đó. Phải cái ông dậy hơn sớm như ông không? Cái này anh muốn tốt cho nó, anh muốn bổ sung sinh lý cho nó. Đúng là con tốt mẹ, cho tôi hồi nãy giờ tôi cứ tưởng là nó vậy. Ông chữ nó, ông à, nó xong rồi mày còn nít quỷ đâu này nọ. Thì vậy khỏi luôn. Mệt của bé không ai tiện, nè, ông hỗ trợ tư. Mẹ không cần ai. Giờ sao mẹ hỗ trợ, mẹ không có tiền đâu. Mẹ hả? Mẹ hỗ trợ hả? Mày cần không? Tôi về tao nói mẹ mày. Cho mày giả vô cái mặt mày à. Ủa, mày không nói mẹ con không cho, mẹ con không đủ tiền cho con học mà. Ông hỗ trợ cho con đó. Không gì? Môn sinh với môn lý. Tại sao ông? Thì nãy giờ nó nói mày không hiểu hả? Nó nói là nó bị yếu sinh lý. Hai cái môn nó yếu, anh nói là để anh lo tiền anh bộ cho nó bổ sung, cho nó mạnh lên, là không có bạn bè nào dám chê nó đó. Tự nhiên nãy giờ mày la ông nói không ông là không khỏi luôn là thôi không là nói món học á hả gì nữa không đúng rồi thì bạn gái con nó chơi yếu con sinh với con vậy đâu các bạn nói mà hồi nãy giỏi vàng vô đây mày nói là con bạn gái mày chơi mày yếu sinh lý thì yếu con sinh với con lý còn gì nữa nãy giờ mày không hiểu hả? Nó nói từ đầu anh đã hiểu rồi. Mình nãy giờ mày không hiểu. Là cái môn học quá ha. Chứ bởi vậy tao nói mày không có hiểu gì hết rồi, mày cứ cãi không nè. Anh mày nói tao kêu mày im đi để anh tư vấn cho nó. Hồi năm lớp 8 anh cũng yếu hai, cậu cũng yếu hai môn đó luôn nha. Hiểu môn sinh với môn lý. Con nhỏ bạn cậu nó chơi cái qua lớp 9 mà. Môn lấy lại môn bè sao nãy giờ sao nó cái môn sinh cái môn lý tách ra. Chứ không có tự nhiên yếu sinh lý. Bởi vậy mày không biết mày học tới chừng nào. Mày học tới chừng đầu thì chừng nào không hiểu nữa. Nhưng mà ở trường học người ta cũng nói như vậy mà. Sinh lý toán, sinh lý hóa. Sinh lý thì yếu hai sinh lý, nói sinh lý. Lý rồi tại sao lúc đó cái mình không nhắc vậy? Cái đi gộp chung như vậy? Thì hai môn yếu thì phải nói hai môn chứ không lẽ thì nó đi nói một môn yếu. Rồi môn kia ai bổ sung cho nó? Tiền đâu nó vậy, đi học vậy bổ sung. Vậy sao tất là yếu sinh, yếu lý? Là cái môn học, yếu môn học. Sao không nói vậy? Quý này giờ thấy mày chừng này mày đi theo ổng á, đó. Tự nhiên có mày á, nãy giờ á nó chuyện không ai hiểu què vậy á. Đi về. Chuyện không ai hiểu què vậy á. Mày đi vô á, để anh hiểu. Hiểu không? Anh nói là để tiền bạc anh lo cho nó học bổ sung hai môn đó. Tự nhiên vô mày la, không Khi không nó xong. Ồ, cái đó cậu vậy á, lớp 8 á, nhỏ bồ á, gì à, nhỏ à. Bạn à, bạn gái gì á, mới chơi cậu à, yếu sinh lý. Yếu không rồi, sinh lý á. Năm lớp 8 tôi cũng yếu hai môn đó đó. Đi về không á, đâu có tự nhiên yếu sinh lý à. Nói môn của mẹ đi. Nó quần què gì á, tự nhiên cái đưa vô rằng ba chữ, hai chữ lắm. Đi về, nó cãi hoài mệt với mày. Cậu này muốn mày nói rõ vậy? Tự nhiên con nói vậy rõ rồi, con nói hiểu gì vậy? Tự nhiên nhỏ nó yếu hai môn đó thì người ta nói để ta bổ sung vô, mà chửi ông. Trời ơi, khi không cái ông nghe nói luôn đó là bữa tập tại nó hẹn bạn gái đó đó. Thì đó, bạn bè nó ra nó nói chuyện, ông nhỏ kia mới chê nó đó. Nhỏ bạn nó chê nó học yếu hai môn đó đó. Nghe cái là biết liền. Nói mày muốn nói cho rõ mày nói mà bạn mày chơi cái môn học đi. Mày nói hẹn bạn gái đi chơi chuyện nhưng chơi còn yếu sinh lý.
Thì hiểu tình nhân lý, nó hiểu tình lý. Đầu này nghĩ, đầu này nghĩ, đầu này nghĩ chuyện con nhỏ học nói chuyện hay. Học theo con. Tôi đi về. Tao tiện như con xin xin. Mút, bây giờ từ đây sao nè, nói chuyện tao là nó phải có phải hai cái này nọ. Phải gì mà anh ơi. Có mình mày á. Sao cứ tự nhiên cái yếu sinh lý? Chẳng lẽ yếu sinh phải lý? Hay là người ta nói con học yếu yếu môn sinh, yếu môn lý. Không có tự nhiên bạn gái giả chơi yếu sinh lý. Mày học năm không mới, học tới đâu đó. Đã vậy vô ông một chỉ bậy nữa đó. Không có bậy á nha, nãy giờ từ đầu tới cuối là tao muốn tốt ra máu luôn á. Tốt mày vậy sao nãy ông không, nếu đúng với ông có tụi đứa đó, ví dụ ông phải nói nó đang học yếu môn học. Cái ông chưa tự nhiên cái ông vô làm tăng luôn, bạn gái ông cũng phải Bạn nói như này cũng đầu không lẽ mai mốt nói chuyện của mày phải nói từ chữ cho mày hiểu rồi đi. Mai mốt tao nói chuyện với mày từ chữ luôn. Cứ mọi người cũng cho được hai ấu đi về luôn rồi. Cái mẹ mày chứ. Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Đừng gặp thằng nào cũng hốt rồi chơi mấy hôm là chí cốt. Yeah.